Mạnh Quyền rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn đem đến một không khí rất là sôi động. Quên đi đâu rồi? Anh thấy nhảy hay quá, anh vô anh vỗ tay cổ vũ. Ủa anh ơi, thường thường là khách mời là mấy bé vô là phải phối hợp chung một tiểu phẩm, thấy không? Hoặc là vô phải, ta nói phải ráp nhạc đồ này nọ. Còn tự nhiên anh vô sao là sao anh vô anh vỗ tay là ý nghĩa không gì? Không có, tại vì mấy bé nhảy quá hay rồi, thầy nhảy quá xuất sắc. Tại sao anh không tập với mọi người? Anh có tập chứ. Anh tập sao anh không vô ban đầu? Không, tại vì lúc đầu mấy bé nhảy không có có nói trước, anh muốn sự phối hợp, đúng không? Dạ, bây giờ một mình anh nhảy solo nè. Hồi nhỏ anh năng khiếu lắm bộ. Hồi nhỏ anh năng khiếu. 3 giây solo của Lê Nam bắt đầu. Nha. Wow, đó, đi chắc đó. Hey. Wow. Wow. Yeah. Vô. Wow. Không, vô, vô động tác đi, tổ hợp đi, vô động tác. Vô. Vô. Thôi tắt luôn đi. Ê. Anh nhảy đẹp mà. Anh nhảy đó hả? Anh nhảy hay anh nhúng? Anh nhảy. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Con ơi, con giới thiệu bản thân mình đi nào. Dạ, con là Lan Anh, con học lớp 7. Dạ, con tên là Quốc Bảo, con lớp 7. Rồi bây giờ tất cả mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Đấu Trường Ăn Thật Nhí. Và bây giờ chúng ta cùng đến với vòng lập đội ngày hôm nay. Em sẽ đưa ra một câu hỏi, nhiệm vụ của hai người chơi lớn có tuổi là phải trả lời sao và trả lời đúng cái là được chọn một trong hai bé về đội của mình. Ok. Và câu hỏi chúng ta như sau: cái gì càng mất càng thấy lợi? Mời Lê Nam. Càng mất càng thấy lợi. Đúng rồi. Trời ơi, em cứ vậy nè. Cứ vậy em nhắc khéo anh mà anh mọi biết. Người không có để ý em. Mà là cái núa. À đúng rồi, đúng rồi. Mọi người để hiểu chưa nào? Ok ok. Rồi bây giờ như vậy là anh Lê Nam đã trả lời trước. Không biết anh Lê Nam sẽ chọn bé nào về đội của mình đây? Bé Lan Anh. À, vậy bây giờ là Quyền sẽ về đội với bé Quốc Bảo. Yeah, vậy bây giờ là phần thi của anh Lê Nam. Xin phép được bắt đầu. 20 phút thử thách đang chờ đón nghệ sĩ chúng ta. Nấu một món ăn các bé yêu thích với các thành phần nguyên liệu và sự hướng dẫn của bé. Trong khi đó, nghệ sĩ còn lại sẽ bất ngờ đặt ra những thách thức khó đỡ. Hãy sẵn sàng bước vào đấu trường ẩm thực nhí. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nguyên liệu bí mật của anh Lê Nam. Xin mời. Bèn bèn. Cô cho anh hỏi nấu món chài hả cô? Ngày hôm nay mình nấu món gì vậy nè? Dạ con nấu món đậu hũ nhồi hạt sen. Ấy chưa? Ủa là ăn chay rồi. Ngoài nguyên liệu này chúng ta còn nguyên liệu gì nữa không con? Dạ có, ta có hạt sen, nấm đông cô, cà chua và ngò hành. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Tự tin chưa? Tự tin rồi. Rồi thể hiện cái sự tự tin đi nào. Ok. Wow, thật là một cái không khí rất là sôi động cũng như là sung sức nha quý vị nha. Vậy bây giờ 20 phút dành cho Lê Nam bắt đầu. Chú lấy cái nồi, chú bỏ nước vô. Chú nồi ngâm nồi, bỏ nước. Nồi nào cũng được đúng không con? Dạ. Đúng rồi. Tiếp theo đó là gì con? Dạ chú ngâm nấm vô. Nấm đông cô. Và sao nữa? Chú lấy đậu hũ, chú cắt đôi đậu hũ ra. Bỏ bếp luôn con. Ủa em bảo đi nấu không? Dạ không. Rồi bây giờ sao là con nói nè. Dạ chú xẻ như xẻ bánh mì á chú. Xẻ đậu như xẻ bánh mì. Dạ. Wow. Hay quá. Chú lấy muỗng. Lấy cái muỗng. Rồi chờ sao nữa con? Lấy cái muỗng sao? Lấy cái ruột trắng của lấy cái muỗng ra. Lấy cái ruột trắng ra. Để bắt đầu làm tới công đoạn này đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Ừ. Thôi chờ Quang Anh đi. Rồi tiếp theo là gì nữa con? Dạ chú lấy miếng vải mùng. Từ từ. Ủa vải mùng ở đâu ra cho con trời? Vải mùng hả? Để chú về nhà tôi lấy cái mùng chú cắt ra. Con ngoài vải mùng còn gì nữa không? Không có vải mùng. Cái gì mà để dắt cho nó ráo nước cái phần ruột trắng được? Cái đó là cái mình cái... bọt luôn, mình bọt, mình tắt. Mình tắt bằng tay. Nè rồi xong nè, đó. Xong hết rồi, ba miếng đậu hũ xong rồi con. Dạ chú lấy tay chú bắt ra luôn. Chú lấy cái nấm. Chú, à không, chú lấy hết luôn, chú cắt thành sợi á. Sợi. Cắt chú cắt sợi. Cắt thành sợi đúng không? Thành sợi. Rồi sao nữa? Sao nữa? Chú lấy hạt sen, một nửa hạt sen thôi. Chú bà đặt giặt ra. Đúng không? Đúng chưa? Dạ được rồi, rồi chú. Rồi sao nữa? Chú lấy cà chua, chú sắc nhỏ ra. Con sao dạ, chú để vô dĩa đi. Để chú dĩa lấy luôn. Hành. Chú cắt hành ra. Mảnh. Mảnh, mảnh thôi. Cắt mỏng. Mỏng không? Cái này cần nhiều không con? Dạ không, ít hả chú? Ai mượn? Sao không ai phụ mà ai mượn? Em thấy phụ. Thằng bé đang làm ở đây rất là nhiệt tình, ai mượn? Bây giờ chú trộn hỗn hợp. Hỗn hợp này là hỗn hợp lại. Rồi bây giờ đem sao nè, đem sao nè? Chú nêm tiêu. Nè, những lúc này mới cần nè. Một ít tiêu nha chú. Tiêu, một ít tiêu.
Ủa cái gì nữa? Đây xin tụi bồi đã sống uống. Hả? Hàng đây, hàng đêm. Hàng đêm, cái bịch miệng bên kia nói. Mấy cái, cái gì? Một muỗng hàng đêm. Một muỗng hàng, một muỗng. Cái này là một cục. Trời ơi. Trời ơi, xui ghê, chỗ này giúp đỡ người ta mà xui ghê. Dạ rồi, chú trộn lại với nhau. Nước mắm đồ chớ. Không hết đồ chai dạ mà sao nước mắm. Ủa phải suy nghĩ cho nãy nó đồ chai mà sao nước mắm. Quên, mình nấu đồ chai cái tâm mình tịnh lên nè. Không có, ngổ ngẹt đồ chai mà cho nước mắm hồi nước mắm đi. Chú trộn như xong rồi chú bỏ vô, chú nhồi vô trong đậu hũ. Đây là Mạnh Quyền bắp chuông. Không biết Mạnh Quyền sẽ đưa ra thử thách gì cho anh Lê Nam đây, xin mời Mạnh Quyền. À, thử thách của bên team của mình đưa ra là đấm bông bổng băng nó. À, thú vị quá. Anh thấy những chiếc bông bổng xinh đủ màu kia. Là anh sẽ lấy cái kim anh chích những cái bông bổng này đúng không? Đúng rồi, trời đất ơi, tư tưởng làm cái gì khó khăn lắm chứ. Dạ, đối với người mà mi nho, những người mà ấm ốm thì có thể dễ dàng, nhưng đối với người phì nhiêu mà bụng mỡ như anh cũng khó khăn đây. Anh vẫn nhảy được mà. Vẫn nhảy được à. Nhảy rồi, được. Bây giờ 2 phút dành cho Lê Nam, bắt đầu, xin mời anh ở đây. Rồi. Mặt quá bự. Rồi, trên đầu anh có cây kim nha. Đó, cây kim đây. À, rồi. Bên đây Nam, bên đây Nam. Đó, hay quá đi Nam ơi. Hay quá. Ôi, nè, quá. Nè, coi nè. Tèo. Tèo quá. Trời ơi. Mấy trò này hồi nhỏ chơi hoài. Trời ơi, ghê thiệt. Cố lên Nam ơi. Hay quá. Hơi chóng mặt ơi. Hơi chóng mặt. Ủa thầy Nam, Adam, cấp cứu. Cứu cái chi? Cấp cứu không anh? Không cần cấp cứu. Anh cố lên. Ta đang mệt, nói cấp cứu muốn xỉu luôn. 5 phút cuối cùng. Hả, cái gì vậy? Ôi, không cho thở sao con? Trong tè le vậy nè. Thì đó, người ta phá mình mà. Chú phá. Không, chú đúng rồi chú. Hồi nãy con nói chú là quên bỏ dù đều. Nhưng mà đợi nãy phá đúng luôn. Trời ơi. Ủa là... giúp mình á. Hồi nãy tao quên bỏ chơi hại. Trời bởi chờ hại. Người ta đang làm món chay mà hại người ta. Anh dê chờ hại nè. Rồi, bây giờ sao nữa con? Sao nữa? Chú lên chiên đi chú. Đó. Đúng không con? Rồi tiếp theo, đâu đó mình chờ mình tự làm cái gì nữa. Rồi, xong. Dạ, chú lấy phần hành còn lại á. Phần hành ba đu còn lại. Rồi, sao nữa? Đó, bây giờ chú chọn cái cà chua. Rồi, chú bỏ 2 muỗng. 2 muỗng gì? 2 muỗng đường. Này, rồi. Rồi, sao nữa con? Một nửa và một muỗng rưỡi. Một muỗng rưỡi. Một nêm. Muỗng rưỡi. Hạt một nêm. A à. Rồi đúng rồi. Dạ, nửa muỗng dầu điều. Nửa muỗng. Rất dầu điều rồi. Còn miếng này, còn miếng này. Còn miếng này, đó. Chép, chép. Đúng rồi. Rồi. Còn bắt cái chảo khác lên đi. Cái chảo khác đâu lắm. Bếp nhà em mà. Anh nhờ em, bếp nhà em mà. Đâu, bếp nhà em đâu. Đúng rồi, bếp nhà em. Bắt cái chảo bên đây liền cho anh. Phải bỏ dầu vô chứ. Chú lấy cái dĩa đi chú. Chú lấy cái dĩa chú. Rồi, chú lấy cái dĩa bọc. Lắm ơi, lấy cái dĩa. Dạ, Lắm ơi. Dĩa hộp xài không? Không có dĩa hộp xài, có lấy cái dĩa hình vuông. Đây, để lên. Xong, ra, ngắm mâm. Cái này, này. Tăng đi, ngắm mâm. Thôi, chú chú. Bỏ bò, bỏ tiêu vô nữa. Chiên chí, chiên chí. Ngon. 6, 5, 18, 17, nhiều lên con chú tình tiêu. 15, 95. Trời, khỏi thêm 14. Chết. Không có ai mà có thể mà thô thiển vậy được hết. Rồi, hết giờ. Xuất sắc. Chứ bây giờ chúng ta cùng thưởng thức món ăn của anh Lê Nam. Món này mà tên gì anh? À, món này tên là đậu hũ nhồi tả bí lù. Hay quá anh ơi, đúng là người có kinh nghiệm của khác làm bạch chưa hết giờ là xong rồi. Trời ơi, đâu phải đơn giản mà hồi nhỏ anh cầm cái dao. Trời ơi, thiệt á. Hay quá anh ơi. Ừ. Rồi, thèm thuồng quá, bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức đi nào, xin mời. Cô giáo, nấu món là sao cô giáo? Dạ, con thấy đồ ở trong thì cũng ngon. Nhưng mà hơi mặn. Hơi mặn đúng không? Đồ của giáo thành thật quá. Ngon thấy món này làm sao? Con thấy món này ngon mặc dù con phá. Nhưng mà nó không có mặn, nó cũng không có ngọt. Thấy anh ăn là biết rồi. Nhìn cái biểu hiện của anh là biết rồi. Thấy anh ăn là biết rồi. Và nhìn biểu hiện của em cũng vậy luôn. Đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi của Mạnh Quyền. Xin mời. Và bây giờ chúng ta cùng đến với nguyên liệu của Mạnh Quyền. Xin mời. Gì đó? Cái gì mà đơn giản quá vậy? Nhìn đơn giản nhưng không hề. Cái này là cái gì vậy con? Dạ, đơn cái này là
gạo lứt. Gạo lứt hả? Vậy ngày hôm nay con muốn giới thiệu đến món ăn gì đây? Dạ hôm nay con muốn giới thiệu món ăn cơm gạo lứt chiên nghêu. Wow, cơm gạo lứt chiên nghêu rất là khó nấu bởi vì cái món này cần rất nhiều thời gian. Vậy ngoài nguyên liệu này chúng ta còn nguyên liệu gì nữa con? Dạ còn thêm nguyên liệu đó chính là đậu cô ve, hành tím, hành ngò, hành tây, hột vịt, muối, cà rốt, nghêu. Con vậy bây giờ nấu này bây giờ không có thời gian nấu, bây giờ mình thua non đi. Đúng rồi. Có thời gian đâu nấu. Nên thua non con à. Thua. Kính thưa quý vị các bạn. Không, cái này con nấu sẵn rồi. Hả? Cái gì? Ai xuống con nấu sẵn? Dạ, đề nghị ban tổ chức cũng như là anh MC đáng mến là sao? Đây là một cái chương trình mình đến với nhau là bằng là học hỏi kiến thức. Và quan trọng nhất là chỉ là vui chơi học hỏi thôi chứ không phải là đến đây là ganh đua. Mà có thể chơi gian lận trong đó, đúng không? Gạo là phải nấu ra chứ không thể mang từ nhà lên được. Đúng không? Tôi đó, tuyên bố chương trình, tôi quán quân. Không, được. Được. À, hồi nãy anh món gì? Món anh là đậu hũ nhồi thả bí lù. Ủa chứ sao anh không chịu là khi mà gieo cái hạt mầm lên xong rồi bắt đầu cái làm đậu giá, đậu nành rồi bắt đầu làm đậu hũ cho anh. Ủa phải ai vậy? Không, nói chung là ngày hôm nay là cơm chiên là cái chủ yếu là cái chiên thôi. Còn cái này nấu đúng là hợp lý nha. Con, thì bây giờ chúng ta đến với thử thách, được chưa? Được rồi. Rồi, bây giờ là phần thi của Mạnh Quyền, phép được bắt đầu 20 phút. Yeah. Dạ, chú lấy cái nồi chú bắt nước lên. Chú bỏ nghêu vô. Rồi, sau đó ra làm gì nữa? Lấy một cái thao. Thao. Chú múc cơm. Chú múc cơm ra. Múc cơm ra. Múc này làm gì? Để bỏ gia vị. Tiếp theo là gì nữa? Dạ hai muỗng bột ngọt. Dạ, rồi gì nữa? Gì nữa? Nhiều với con trời ơi. Bột ngọt, bột ngọt thôi. Bột ngọt ăn hai muỗng. Xìu đấy, ăn xìu đấy. Ăn bao xìu nhỉ? Hai muỗng, hai muỗng. Phản đối. Tôi phản đối. Tại sao? Đây là chương trình thi thố. Đúng. Thi thố là có sự hơn thua nhau. Đúng. Đúng rồi. Học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Chính xác. Chứ mất mới em suy nghĩ là phụ. Hồi nãy em phải quay rất là nhiều luôn á. Hồi nãy tôi phụ. Tại vì thôi ok làm tiếp đi. Anh về gì đi. Rồi tiếp theo là gì nữa con? Rồi lấy một cái chảo. Một cái chảo. Bỏ dầu vô. Bỏ cái dầu vô nè. Chỗ nãy giờ tôi làm hết luôn á trời. Nãy giờ tôi không thấy bạn ấy làm cái gì hết. Tôi không thấy bạn Quyền làm cái gì hết. Cắt cà rốt khổ à. Đi ra đi. Để tôi cắt cà rốt cho đi phút xéo. Rồi chú Quyền cắt hành tím. Wow, thế là anh Lê Nam đã bấm chuông rồi. Không biết anh Lê Nam sẽ đưa ra thử thách gì đây. Ok, bây giờ đưa thử thách thì có sự thiên vị ở đây. Ok, bây giờ nè, cũng đâm bong bóng bể cho tôi. Trò đó làm rồi chúng tôi không chơi lại nữa, không bị nhàm chán. Đâm bong bóng bằng chân. Bằng cái chân. Wow. Bằng cái chân nha mọi người. Vậy bây giờ sẽ là thử thách của Mạnh Quyền với thử thách dùng chân đâm bong bóng được phép. Bắt đầu. Đâu. Anh lẹ đây lo thử thách đi. 2 phút kìa, không lo. Ác kìa, cái mặt Lê Nam ác dễ sợ không? Trời ơi. Ủa làm cái gì vậy? Hay quá hả? Nhìn lên chú. Cái cuối. Nóng quá. Không được luôn. Hết giờ. Trời ơi. Đã người ta không có bao nhiêu mà ăn người ta. Trời ơi. Ăn nữa. Trời ơi. Trời ơi. Hết thịt luôn rồi. Hết giờ rồi. Đi về đi Lê Nam ơi. Miếng ăn là miếng tồi tàn Lê Nam ơi. Thôi. Không phải. Ăn một miếng. Lê Nam hạng gì? Lê Nam. Ok. Anh ơi về. Còn cái gì ở đâu? Không. Anh ăn anh giọng hết vậy anh? Bao nhiêu con ngựa đây ta chưa ăn gì hết trơn trời. Anh lên phá người ta. Đâu có. Mà anh ăn hết nghêu của người ta không còn một con nào hết. Có, trong nồi còn mà. À bần con. Mấy con? 5 con. 6 con, 5 con, 4, 5, 6 con. Thì đó, thì chiên 6 con đủ rồi. Giờ chú bỏ tỏi hành vô phi cho thơm đi. Ok, tiếp. Rồi lấy mấy cái đậu cắt này nè, đổ vô. Bao nhiêu? Giờ lấy hết. Ok, bây. Trời ơi, cái hành phi chưa thơm mà bỏ vô rồi, trời ơi. Thơm là anh nhiệt độ 3000 lần. Rồi. Chết tôi rồi. Trời ơi. Trời ơi. Vàng ơi. Vàng con. Ơi. Con à. Anh à. Nói lao mẹ đi chú. Thôi em định làm giống, em định nuôi nó cho đẻ ra thêm mà lên ăn cha ăn mẹ của ta luôn đã. Chán ghê này cũng phụ gì luôn á. Rồi bỏ cơm vô. Chi anh
anh Nam về về gì đi. Không coi, cái này không phải là cái màu của cái gạo lứt đâu, khét. Nó khét, ăn vô đi rồi ung thư nha, MC nha. Một hồi đừng múc cho tôi. Chị nói đều trước rồi. Còn mấy con nghiêu nãy sao con? Vậy giờ lấy nghiêu bỏ vô. Trời ơi. Có nhiêu đó. Trời ơi, đúng 5 con luôn á trời. Rồi, hết giờ. Rồi, cái thú vị, hết giờ. Rồi, quán quân luôn, tiền bộ quán quân. Và bây giờ chúng ta cùng đến với món ăn của Mạnh Quyền được mang tên là Chiều buồn mang mát, tìm xác em nghiêu. Thôi, nói kết quả làm cái gì? Đúng rồi. Và bây giờ chúng ta cùng công bố kết quả của Lê Nam và Mạnh Quyền. Đây. Kính thưa quý vị, bạn MC nè, bây giờ trước khi mình công bố là ai là người thắng cuộc và ai là người thua cuộc thì tôi muốn MC giải thích một số vấn đề. Tại chương trình thấy nó là đầy sự thiên vị. Sao vậy anh? Tại sao của tôi là được nhận xét? Dạ. Tại sao bên nó không nhận xét? Ủa anh thấy cái mặt cọc của em không? Không, không. Ủa ăn mà thiếu thốn cọc của anh. Em không còn tâm trí mà em nhận xét luôn. À ý đó, à anh hiểu rồi. Ô gì anh biết anh giải nhất là của ai rồi. Vậy bây giờ giải nhất thuộc về anh Lê Nam. Chúc mừng. Và giải nhì thuộc về Mạnh Quyền. Xin cảm ơn Mạnh Quyền đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Tại vì Lê Nam anh tham gia nhiều lần rồi, cho nên anh có kinh nghiệm cũng như là có cái sự gian lận mẹo trong đó nha. Tại vì mình mới tham gia một lần, hy vọng lần thứ hai, lần thứ ba mình sẽ rút kinh nghiệm hơn và làm những món ăn thật là ngon nha. Thì ngày hôm nay chúng ta xin cảm ơn bé Lăng Anh cũng như là bé Quốc Bảo đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn Lê Nam cũng như là Mạnh Quyền rất là nhiều. Cảm ơn quý vị các bạn đã đón xem chương trình Đấu Trường Ẩm Thực Nhí. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.